Hello mấy bồ tèo. Nay mình mới chà đồ nhôm được mấy trái măng cụt sống. Mình sẽ gọt ra ăn sẵn tiện quay clip cho mấy bồ tèo coi luôn nha. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước. Vắt vô đó một miếng chanh. Cho thêm vô một miếng muối. Xong rồi bỏ nó qua một bên. Mình sẽ dùng một con dao nhỏ như vậy, dao vừa tay thì mới dễ gọt nha. Get go. Khi gọt măng cụt sống mình phải gọt ở dưới vòi nước như vậy. Bộ môn này hơi hao nước nha mấy bồ tèo. Cắt hai đầu của trái măng cụt trước. Bạn nào tay yếu thì để xuống thớt cắt để không bị đứt tay nha. Mình bắt đầu gọt sâu vô gần tới cái cơm của trái măng cụt á. Lần đầu các bạn làm chưa canh được dễ bị phạm vô cơm lắm. Mà qua trái thứ hai là quen à. Rồi đó, giờ các bạn cứ làm y chang như mình làm vậy đó. Còn đẹp hay xấu thì cho ấy thôi. Măng cụt sống nó rất là nhiều mủ, cho nên khi mình gọt phải gọt dưới vòi nước. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy là mủ vàng ứa ra rất là nhiều nha. Mình dùng con dao nhỏ như vậy sẽ rất là dễ làm và nhanh để mà tách cái phần vỏ ở giữa hai cái muối nữa nè. Đó, các bạn nhìn kỹ ha. Nếu mà dùng dao lớn sẽ rất là khó, làm lâu lắm. Rồi xong rồi mình sẽ bỏ cái phần cơm này vào trong cái thau nước lúc nãy đã chuẩn bị. Và đây là thành quả. Hai trái sau mình gọt hơi bị mượt á, mà quên quay. Những cái phần vỏ còn sót lại các bạn có thể gọt thêm một lần nữa để cho cái phần cơm mình nó sạch, nó đẹp hơn ha. Măng cụt sống này nó khá là giòn, nhưng mà về cái độ ngọt thì nó chỉ được khoảng 70% so với măng cụt chín thôi. Để mình nói vợ mình đầu tư cho mình con gà, mình sẽ làm món gỏi gà măng cụt và quay clip lại cho các bạn coi nha. Cảm ơn mấy bộ tèo.